sẵn có thằng Kiên Giang đây, chắc thằng Kiên Giang đâu không nhớ, nhưng mà tao có tật hay nhớ dai, nó giống nó buồn cười, nó buồn cười giống như Kiên Giang vậy. Cách đây khoảng chừng 5 2 năm vậy đó, thì nó lên dữ lắm, nó lên đâu ta, nó lên nhà chị Bằng Mỹ hay lên đầu nhà mà thằng ta không nhớ, nhưng mà nó có một câu gì nè: cái xã hội Việt Nam thôi nè, giáo dục gì đâu mà để cho con người ta học học đường, nó quánh nhau Ghê quá ghê trời, à, vậy nó luôn quánh hả, vậy luôn hả, đúng rồi, tao ồ kể cho dữ ta, nghe Kiên Giang dữ ta. nó quánh nhau quá trời quá đất kìa trời, học sinh gì tại xã hội thối nát cho nên là cái gì giáo dục thối nát, vì chỗ đó là chỉ có chế độ cộng sản mà vậy thôi. Cái tao mới hỏi ủa vì vậy thì mày có cái mày có một cái ý kiến gì mà để mà chấn chỉnh lại cái nền giáo dục của Việt Nam không? Giải thể chế độ, trời ơi đủ đủ học sinh quýnh đậu mà nó giải thể chế độ, trời ơi đủ đủ đó, cái đầu của tôi nói là như vậy đó, có nghĩa là tao nghe tao cười quá trời luôn, cái giấy đủ nó buồn cười mà học cho nói mà không biết Kiên Giang còn nhớ không, trời ơi, khổ thiệt là nhớ không Kiên Giang. Kiên Giang cái mà Kiên Giang đồ thấy không Bon. mòn đồ khổ trời ơi trời, ba đứa nít nó quýnh nhau trong trường đâu có chuyện bình thường, mà ở địa bỉ còn ghê hơn nữa, nó giác súng vô trong trường quốc đồ quá mấy chục mạng người chết đó, học sinh đó à, trời nó ngồi nó cười sặc nó luôn, nghe nó cười bởi đó, đó đầu óc của tụi nó là như vậy, nó bí nó không biết làm gì chứ, nó bí rồi tức như là cái gì nó cũng bí trên trời. Mình đây mình nói mình thẳng một cái không, đúng điều là chú Sĩ nói nãy, thằng Mỹ ngày xưa qua Việt Nam mình biết bao nhiêu là vấn đề bao nhiêu quân sự tân tiến văn minh bom đạn đầy nhóc mà cứ bỏ chạy, mà rõ ràng nó ra phân tích rõ ràng rồi, và ở đây mà ta mới khám phá ra một cái kênh YouTube rất là hay, nó tên nó để chữ GS gì ta, GS gì chuyên môn nói về chiến tranh Việt Nam à, rất là hay. GS gì đã quên mặt bẻ tôi rồi, đây là G đây nè, GS Go Channel, đây là phim tư liệu, hoàn toàn tư liệu cả, mà nó có những cái tập rất là hay. 1943 từ địa vị thế chiến đến chính là Việt Nam mà chiến tranh khe xanh này, là toàn là tư liệu không nha, ở đây nó có thuyết minh nữa nhưng mà nè, nhưng mà tư liệu đó. nhưng mà mấy cái vấn đề đó bố lưu ý cái điểm này nè, cũng tư liệu phim hình ảnh là đúng sự thật hết, nhưng họ lồng ghép cái lời thuật lời 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 thuật á mang cái hàm ý khác, bởi vì á chúng ta phải hiểu thế này Hiểu bố. hiểu hiểu thì tao cũng Thí lựa dụ chọn, ở ở Việt Nam tao lựa họ chọn xây dựng chương trình, họ xây dựng chương trình muốn họ hướng muốn hướng theo cái điều gì thì họ đúng rồi sẽ lồng ghép ý đồ cái lời thuật nó khác, nó không không đúng tính bộ chất bộ của sự việc. đúng rồi cái này, nhưng mà cái này thì tao thấy hình như là nó đã đúng, hình như là cái channel này là channel của Việt Nam mà nó nói rất là chính xác à, ở đây nó có chiến tranh Việt Nam tập 17A là chiến dịch Lam Sơn 719 nè, tình hình các cái là nó rất là trung thực, tao đã coi rồi, hôm qua nay tao coi khoảng mấy tập rồi đó, thì ở đây rất là hay đó, nếu người nào mà biết coi về người lịch sử chiến này Việt Nam thì nên vào toàn là chiếu về tư liệu không, chiếu phim tư liệu đánh trận thật và ở đâu rồi nó chiến tranh khe xanh rồi Điện Biên Phủ rồi đã thấy rất nhiều à, thì đó tôi nói cho bạn nghe tôi buồn cười cho đó, cái đầu tụi nó có nghĩa là ngay tại giờ phút này nó không nó biết là nó chống Việt Nam trên cái thứ ý, tôi muốn nói là nó hạ thấp giá trị của Việt Nam trên 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 cái con đường đi lên quốc tế, có nghĩa là đi ra nước ngoài, có nghĩa là Việt Nam mình đi ra nước ngoài thì nó hạ thấp, nhưng mà nó không biết cách nào thế nào để mà hạ thấp giá trị của Việt Nam, bởi nó càng hạ thấp thì giống như cái lò xo, thấy mày đè xuống tao bung lên, mày đè xuống tao bung lên, mày bung cao hơn nữa mày là ghê chứ. Rồi đó tao nói cho mày coi đó, tao cho mày coi đó cái vụ mà đúng thì nó bây giờ nó vô tới cửa xe tăng, nó tới vô cửa ngõ rồi, rồi nó vô cửa siêu âm rồi đúng giờ làm sao chặn đây, rồi không làm sao chặn đây, rồi rõ ràng buồn cười, tao buồn cười cho đó, tao buồn cười có nghĩa là nói gì thì nói Việt Nam mình à, bởi vì tao hỏi mày nghe này, có những người mình đôi lúc tao cũng người tao cũng ngồi tao ngẫm nghĩ tao nói ôi sao kỳ ta, mình cũng là người Việt Nam, nó cũng là người Việt Nam mà cái sự thù hận nó đã qua đi nửa thế kỷ rồi, mà tại làm sao nghe bây giờ mà mình không làm mong ước cho người Việt mình sung sướng, mà lúc nào nó cũng đè xuống rồi nó chửi nó rủa, mà nó chửi nó rủa đè xuống và nó làm nhiều khi tao không hiểu nổi à, tao giải thích rồi cái đó cũng không phải là thế lực ngoại bang, cũng chẳng phải
bởi vì cái đầu óc của thuộc nghiệp mà ghen ăn tức ở vị kỷ. À, tôi nói cho bà nghe chắc đi là những cái người mà cùng đồng đội của tao ngày xưa, hoặc là những tướng tá tướng lãnh này kia ngày xưa, tao chả nghe là những ông tướng nào, có bao giờ họ nói đâu. Ví dụ như là những ông chết mẹ hết rồi, kể cả ông Kỳ cũng chết, ông Thiệu cũng chết, rồi bà Mai Anh cũng chết, tất cả đều chết. Còn những người nào mà chót chét cái miệng đây là toàn là thứ hậu bối không, toàn mới đi sau chúng ta để sao mà rõ ràng không? Mày thấy không, họ không chứng kiến được cái chuyện nó xảy ra, nhưng mà cái tư tưởng Ông của họ nghe nghĩ không không biết tiếng súng là gì nữa. không biết luôn, nhưng Đúng mà không biết cái tư tưởng không? của họ nghĩ sao. Trong khi đó mà tao đi nhắc lại vậy, hai miền Nam Bắc Việt Nam Nghe. có nghĩa là chúng ta thống nhất đất nước mình đã gần 50 năm rồi, nửa thế kỷ rồi, mày hiểu tôi nói không? Trong khi qua mà nhìn lại phía bên kia đi, mà nhìn nghĩa bên Nam Bắc Triều Tiên đi, mày mới thấy Việt Nam mình hạnh phúc của họ rất là nhiều lần, rất là nhiều. Cái điều đó không thể mua bằng tiền được, không cỡ bao nhiêu mấy trăm ngàn tỷ cũng không mua được cái chuyện đó, mà Việt Nam đã có năm nay là 50 năm rồi, gần 50 năm rồi. Cái điều đó nó quý giá vô cùng. Và tất cả mọi người, kể cả hai miền Nam Bắc, đã bỏ xương là bỏ máu là bỏ nước mắt là bỏ đau thương nhiều lắm, nhiều nhiều không đó. Trong khi đó cả một cái tập đoàn quân viễn chinh của nước ngoài về xấu xé đất nước mình tan nát, nó không nghĩ được điều đó. Mày cảm thấy mình buồn buồn, nó không nghĩ được gì đó. Và đôi lúc đó, mình thấy nó giống y chang gì đó, tao nói cái chuyện Kiên Giang đủ nghe, học sinh quýnh lộn mà rồi đấy, nó giải thể chế độ đủ, nó y chang vậy, có nghĩa nó khùng đến mức độ hình như là nó không còn cái gì để mà nó có lý do để, còn không thì bươi miếng ăn ra, mà thấy không, nó nhục nhã vô cùng, y chang như chú sĩ đó nãy, nó không có cái gì gọi là chính trị. Khó có buồn cười, tao đâu có thấy nó buồn cười. Thành ra nhiều lúc lên để nói chuyện cho tụi bay cho giải trí cho nó vui, nhưng mà chắc cái tụi này không đáng để nói chuyện, nó hẳn mày không đáng buồn Đúng cười. rồi. Giống như con nói bố nhắc câu chuyện không? Bởi vì cũng chính vì họ, nãy con nói từ đầu đó là tại sao bây giờ bố để xem những người mà bên vua làm YouTube mà ở trong nước đó, hồi đó giờ họ ít quan tâm tới vấn đề, họ ít bao giờ đề cập tới vấn đề chính trị lắm. Đúng rồi. Hầu như không có luôn. Nhưng mà tại sao bây giờ lại lại có phong trào là họ bắt đầu họ đề cập tới và họ phản ứng lại. Rõ ràng là gì? Những luận điệu của các anh nó quá phi lý và nó quá tào lao, nó Đúng bẩn rồi, bợ mà nó có tào cái gì lao, đó nó đê hèn lâm ra người dân người ta gây bức xúc, bức người xúc ta buộc người ta phản ứng lại. Giống như sao con mà nói cái đợt mà cái kênh Nửa Vòng Trái Đất gì đó, ông đưa ra cái luận điểm gì, cái miếng đất gì đâu mà đền bù bằng cái giá rồi không bằng một cái que kem. Rồi bây giờ cái chuyện cái miếng ăn thôi, thì cái chuyện người ta đi ngoại giao cái nước sở tại đó, họ đón tiếp khách là cái chuyện hoàn toàn bình thường, có gì đâu ghê gớm mà cái ông cũng lôi ra cái ông làm đề tài thế này thế nọ, họ sao dân tại vì trong nó nước không nó còn, mực. tao nói mà nó không còn cái gì, nó không còn cái gì đứng đợi á. Tao nói cho nghe nè, nói thiệt có vẻ hơi đụng chạm, nhưng mà tao nói nghe, ở đây nó hô hào khởi nghĩa phục quốc Việt Nam, luôn miếng đất chợ chim, miếng đất phải cùng đất mà để chọn chim á, đủ má đuổi chim đi, mà không có đủ má mày vậy mà rồi mà nghĩ mày coi nó rồi đi phục quốc, miếng đất chợ chim cũng có nữa. Thường thường mà thấy ở dưới quê mình không, tụi nó thả diều nó chăn trâu á, đủ nó lấy đất cái chợ nha, ở đây lấy đất chợ không có nữa mà nó nói là nó đi phục quốc, mà thấy nó vô lý không, cái buồn cười thấy rõ ràng vậy đó. Thành ra là thiệt Thì cũng đó, chú hiểu là sao đó. chính vì vậy bố, thì người dân họ mới nhìn ra là thực chất là bọn này là gì, nó Rồi chẳng rồi qua là thế lợi dụng dân thôi, nó đúng lợi rồi, dụng thế trên mà nó nói cái sinh thế mạng người thế dân thôi, chứ tụi nó có lực có gì đâu. thế nói ra nó nói đủ mấy gì, cái nó gọi là cái gì dư luận viên, nhưng mà không lẽ tao không dư luận viên buồn cười tao tào lao hết cái gì mà nó nói là đổ thừa, À, có cái mình quy đổ chụp áp thừa đặt chấn đó. áp liền. Hễ ai mà hễ chống lại nó hoặc là nó chửi nó, cái nó nói rượu má đó là dư luận viên ba cũ đùa. Bò đỏ. À, mày đỏ thiệt, mày đỏ thiệt, mày đỏ thiệt, đỏ thiệt, tao đỏ 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 luôn, cái buồn cười quá vậy. Hỏi vậy sao không ghét tụi nó, cái thứ gì Nói vậy không? có thứ gì đâu không mà khổ vậy đó. Tao nói mày nghe, từ cái xe mày nhớ cái thằng Khoa khắm Khoa gì ở bên Đức không, đủ mà lúc mà tao hay VinFast nó làm nó dựng hiện trường giả lên xe Đức đủ mà xe ở bên Đức trái, nó nói xe VinFast máy này máy kia đủ máy ba lì đủ máy, nó làm tào lao. Bởi vì tao nói mày nghe thường thường đó. Một lần bất tin một lần bất tín thì vạn lần bất tin, có người mà thấy ra Robert nó láo nó nói xạo, trời ơi ăn ý khó quá. Tao nói rồi bây giờ nếu mà Xạo không cá. xảo trá rồi
Tao nói mày nghe, nếu mà vậy thì đừng có xe tăng làm sao mà qua được cái lý đô Sài Gòn luôn mày, đừng có xe mày xe dỗ mà qua được khác, đúng không? Đừng có dựng xâm chiếm mà đứng ngay trước cổng rồi sao giờ đây, đừng mấy giờ tổng thống sao đây, đừng mấy chủ tịch sao đây, đừng má buồn cười, thằng tiểu quốc thiên này nó ác lắm, đồ nó nói nhiều con nhức đầu luôn, chứ không phải giỡn đâu. Đúng Tao rồi. rất là tao tao cũng rất là thích cái thằng mày nghe mới nghe, tao không biết mày biết tính tao rồi, tao không có đi lăng ban, tao chẳng cần để ý tới ai mà tao cho mày mày cho tao nghe cái thằng một chú thủy TV là tao thấy tao cũng thích cái này rõ ràng, nói thẳng, nói thật và nói đưa mặt luôn. Đó vì cho đó rất là não nó thẳng mày. Nó đúng bản chất vấn đề. À, bản đúng mà cái vấn đề cũng giống như bố nói con cái đi 2-3 ngày cái live stream của con với thằng Trưng nói trước á, nó có nghĩa là sâu chuỗi rồi con mở trên mọi vấn đề ở đây nó có cái sự coi như liên kết và tổ chức rồi mình nói là coi như là chống phá đất nước Việt Nam mình rõ ràng nó có sự liên kết vừa chính trị là vừa văn hóa là vừa nghệ thuật này. Đúng Vừa rồi bố. nó phối hợp nhau rất là chặt chẽ coi như vậy mà sâu chuỗi là sự kiện mình thấy nó từ từ nó làm cho cái xã hội mình bung ra te tét Đúng ra rồi. người dân sẽ bất bất mãn và người dân sẽ nổi loạn bà nổi loạn thì đương nhiên có cớ anh Dung đã nhảy vào thấy Đúng chưa ta nói rồi cộng sản ác lắm đúng không vậy là nó như vậy đâu đó nè tao nhớ hoài tao nhớ hoài cái cậu tao thì vô tình thôi tao cái mình nhớ cái năm năm 2017 16 gì phải 2016 mày nhớ cái vụ mà biểu tình ở Bình Thuận không về thành phố Hồ Chí Minh người dân xuống nổi loạn đó thì tao thấy cái con Hạnh Lê nó đi theo nó quay phim thì có một cái thằng nó đem đập nó đem một cái túi giống như cái túi giống như kiểu ui nó bất chuyện lên nó bỏ chỏng á nó đi phát luôn mày Đúng rồi. đó là sao rõ ràng là khi lợi dụng cái gì mà xáo trộn xã hội nó bắt người ta nó chua con người ta đi biểu tình lên đi tôi đâu dám làm đèn đâu đụng cái gì đâu đụng mà bây giờ ngon mà ra đường đi dân nó quýnh chết mẹ luôn dân thôi đừng có nói chi dân nó quýnh chết mẹ dân nó đụ mà đi đi đụ nó quýnh học máu luôn chứ ở khổ mà thấy rõ ràng xoay qua cái chuyện mà vaccine mà thấy đâu thế mà nó có là nó làm cho gì con người ta xáo trộn ra rồi chê bai phân cấp ra đủ má để tao nói mày rồi ở trong miền Nam nó vẫn còn những cái phân văn hóa mà bị tiêm nhiễm của cái thời cũ và những cái người lính cũ đó cái sau cũ bởi vì người Việt Nam miền Nam bị tiếp xúc nhiều bởi vì người trong mà kỳ rồi mình tạm gọi là vỡ trận có nghĩa là chết nhiều á là lý do của tụi đó người ta chê vaccine Trung Quốc được tôi đừng có trách nha đừng trách nha thờ của Mỹ là Mỹ nó tốt Nam nó nghe tôi đủ má đi đài 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 đi 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 đủ má giờ chích mẹ hết rồi đủ má chích Sinopharm hết rồi Trung Quốc cũng chơi luôn đủ má có nghĩa là đó mà bây giờ bố thấy không bây giờ lòi ra thì ba cái vaccine kia Pfizer Moderna gì đó nó cũng phốt tùm lum á thì tụi phốt nó có tùm kêu lum đâu nó đó qua tụi Nhật nó có nói á đâu Pfizer tụi với nó có lại đề cập đâu bố thấy không. qua bên Nhật á nó có cặn hoặc là gì bị cái gì thì trong cái thuốc đó, nó Đúng. trả gì quá trời ba triệu À. đó chung là nhưng mà tụi nó không có tin bị nó ám ảnh rồi tao kể về cái chuyện tao mới kể được cái chuyện này rồi là ở hàng xóm bà kia bà kể rồi nó tự nhiên em đang ngồi bà kia nó trời ơi chút xíu nữa 3 ngày nữa là tổng thống Trung ông lên bước vô làm tổng thống nữa vậy là vui quá trời mới đất luôn và đổ má mấy bà ăn trời cái bà mới hỏi ủa ổng lên lúng trống mà bà mất mới gì bà mừng thì trả lời cũng được thì bà ơi thì thấy ông lên mừng ở đâu đó trong con người của họ ở trong người Việt Nam mình nó vẫn có một cái gì đó thích thích Mỹ hiểu không vẫn vẫn có cái chuyện là đủ mà là có tính cách là nô lệ đó có nghĩa là chỉ chờ thôi chờ ăn hồi xưa hồi ba tao nói hồi xưa Mỹ nó vô sướng nó ăn đồ đồ hộp không à trời ơi đủ má thiệt mày thấy mà rõ ràng bởi vì cái đầu óc nô lệ mà cái việc đó mình cũng không muốn nói nữa mà cái đó tao mới nói rồi bây giờ mình ngồi mình ngẫm nghĩ lại thì cái lời mà cái câu mà như Bác Hồ nói rất là hay ở đây tao nói kêu Bác Hồ Chí Minh á ông nói coi là vì lợi ích trồng cây 10 năm mà vì lợi ích con người trồng cây tới 100 năm là nó xóa bỏ cả một cái thể đó đi thì lúc đó con người ta nó mới ấy bây giờ đủ Đúng ông cha ông nặng ra con y chang ông lâu lâu ngồi uống rượu trời ơi mày không biết tao hồi xưa hả tao đi có xe dép đàng hoàng ngon lành lắm tao tự nhiên cái vậy không vô đủ mát tự nhiên vậy tao làm vậy à họ bà hồi mà làm gì tao sẽ làm tài lọt tao đi theo người ta lớn á đủ dù mà thấy tài lọt mà còn phải đi xe hơi đó ngon lắm đủ quá có biết đâu đủ vậy nó say đi chở chết mẹ luôn đủ má làm giờ mới đủ vậy vậy hả trời ơi vậy đủ. Một người có là ở đâu đó trong con người của họ vẫn tiêm nhiễm cái đầu óc nô lệ có một cái đầu sư sướng lắm
bà họ không biết Dạ, ai, quen rồi. quen Họ rồi. quen, họ cảm thấy họ hài lòng với vấn đề đó. Tao cho mày ngủ luôn, đủ má mày hại rồi mày ngủ luôn đi, bệnh quá họ. Nhưng mà tao hy vọng mà sau này nó sẽ hết, là lý do tại vì cái sự thật nó phũ phàng, mình thấy rõ ràng nó có sự thật phũ Dạ. phàng, bởi vì anh chờ không được thuốc kia, thuốc kia mình nhớ kỹ đó, cho từ từ đủ má mày chờ đi, mày chờ thì mày chết mẹ mày rồi, thì đủ đâu có đâu, phải bắt buộc phải chết kịp. Hứa hảo hứa quyền, hứa hảo quyền thôi. Hôm trước cũng giống như cái kiểu vậy, thằng Nguyễn Minh Giang nó nói là cái chùa năm những người cộng đồng bên này quá gì gom tiền lại mua 5 triệu liều thuốc kia đủ, mà nó biến mất tiêu luôn, đâu có con mẹ đâu, đủ mẹ lừa gạt tôi là thôi, cái đó là tự thân vận động người nước trong nước mình, từ chính phủ trong nước tất cả những người đều chung tay, bất cái gì nó cũng xuyên tạc cả. Thậm chí kỳ rồi mày biết không, cái mà quân đội mà bị vào trong Nam mà để mà coi như là giúp đỡ những người dân Hỗ trợ, nhà hỗ trợ phòng chống dịch. bởi vì sao, cái bộ y tế nó thiếu người, vì đó người ta phải hỗ trợ cần cái người Đúng người rồi. nó cũng xuyên tạc, đủ mới làm gì vô, đủ mới lên quân đội vô, đủ nó giết dân hay là nó dịch vụ ra, đủ đại khái là cái gì đó. Ê, ta nói mà rồi, cái mệt mỏi đụng hỏi vậy tôi thiệt mày, bây giờ nhưng mà nó tàn rồi, nó càng ta nói mày nó thấy nó càng lóng linh, là thấy nó càng ngu đủ má, mệt lắm. Thôi ok bố sắp sửa đi làm, là bố giúp vui con chút rồi thôi, chứ rồi thằng Dương Dạ. Long Thủy Tuấn Thủy TV đã nói hết rồi, rõ ràng nó nói chính xác mà đi vào trọng tâm và nói thẳng vô mặt luôn. Thằng tao khóa nè Dạ. nha, mai mốt tao lên chức Dạ. vụ trưởng công an là tao kêu nó ngồi kế đủ má, đúng không? Khổ gì. Dạ. Rồi ok con. Rồi. Dạ, cảm ơn chú.